Hi, I'm Jamie. I'm Alison's teacher. Xin chào, đây là thầy Jamie và anh là Taylor, giáo viên của Ngọc. The video will be in two parts today. Video này sẽ có hai phần. The first part is on her behavior. Đầu tiên sẽ là về phần thái độ học tập của Ngọc trong giờ học. And the second part is about the test. Và thứ hai sẽ là kết quả bài thi của bạn. She is well behaved in class generally. Nhìn chung thì Ngọc là một học sinh khá rất tốt trong lớp. But I've noticed she can get easily distracted. Nhưng mà thầy để ý là Ngọc cũng rất là dễ bị mất tập trung trong giờ học. I think she can be easily led by some of the other girls in the class, so they can distract her pretty easily. Ngọc trong giờ học khá là dễ bị ảnh hưởng bởi những bạn nữ khác và bị mất tập trung. But obviously, I don't want anyone else to distract her, so I'll move her around and change where she sits. Và thầy không muốn Ngọc bị mất tập trung nên là cũng đã đổi chỗ cho bé khá là nhiều lần. She does ask for help a lot if she doesn't understand something though. Khi mà Ngọc không hiểu được điều gì, Ngọc rất là tự tin hỏi. I think she knows what her weaknesses are in English, so she's not afraid to ask for help with it. Và thầy phải là Ngọc biết được điểm yếu của mình trong tiếng Anh là gì nên là em không ngại phải hỏi thầy. Yeah, that's a really good strength in person. Và đó là một điểm mạnh của Ngọc. Part two for her test. Thứ hai về bài thi. She did pretty well overall. She got 100% in her reading. Nhìn chung thì em làm bài rất là tốt, đặc biệt là phần đọc em được 100%. And her speaking, she got a really high score in her speaking as well. Và Ngọc cũng được một điểm rất là tốt trong phần thi nói. You might know she has a slight lisp when she speaks. Khi mà nói thì Ngọc có bị mắc lỗi khi mà về phần môi. Yeah, it's nothing to be worried about. Over time, we can help correct her speech. Lỗi đó thì cũng không có gì phải lo lắng. Mình sẽ sửa lần lỗi đó trong tiếp theo. Obviously, that's something I want to work on in the next course to focus on her speaking. Và thầy sẽ giúp Ngọc cải thiện điều đó ở khóa tiếp theo. Apart from that, her grammar has some small mistakes. Và tiếp theo thì Ngọc có mắc một vài lỗi về ngữ pháp. It's a common mistake, adding S to the ends of words or not adding S to the ends of words. Và đó là lỗi thầy gặp là thêm S hoặc là không S ở cuối những danh từ. Yeah. Apart from that, she's really good. Và ngoại trừ phần đó thì Ngọc làm bài rất là tốt. Yeah. Thanks. Xin cảm ơn.